Thân chào các em học sinh khối 8. Hôm nay, cô sẽ ôn tập cho các em kiến thức của 4 bài, bài 13, bài 14, bài 15, bài 16 mà các em đã được học ở học kỳ 2. Bài 13, công cơ học. Trong vật lý, chỉ có công cơ học khi có lực tác dụng lên vật và làm vật đó chuyển rời. Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố, đó là lực tác dụng và quãng đường vật dịch chuyển. Vì vậy, cho nên công thức tính công A sẽ bằng F nhân với S. F là lực tác dụng, còn S là quãng đường dịch chuyển. Bài 14, định luật về công. Định luật về công được phát biểu như sau. Không một máy cơ đơn giản nào cho ta lợi về công. Nếu được lợi bao nhiêu lần về lực, thì sẽ thiệt bấy nhiêu lần về đường đi và ngược lại. Do không được lợi về công, cho nên ta sẽ có công A1 sẽ bằng công A2. Các em chú ý, trường hợp này chỉ đúng khi bỏ qua ma sát. Trong đó ta phải hiểu A1 là công nâng vật thẳng lên cao, tính bằng A1 bằng P nhân H. Còn công A2 là công khi sử dụng máy cơ đơn giản bằng F nhân S. Nhưng thực tế, A1 không bằng A2, mà A2 lại phải lớn hơn A1. A2 sẽ bằng A1 cộng thêm một cái công để thắng ma sát, người ta gọi là A ma sát. Bài 15, công suất. Công suất là một đại lượng vật lý đặc trưng cho khả năng thực hiện công nhanh hay chậm của con người, con vật hoặc máy móc. Công suất ký hiệu là chữ P hoa. P sẽ bằng A chia T, bằng công chia cho thời gian T. Các em chú ý, thời gian T phải để đơn vị là giây. Từ công thức tính công suất, ta có thể suy ra công A bằng công suất P nhân với thời gian T, A bằng P nhân T. Như vậy, kết hợp bài 13, 14, 15, các em đã có các công thức tính công, đó là A bằng P nhân H, A2 bằng F nhân S, và ngoài ra A còn bằng P nhân T nữa. Bài 16 là nói về năng lượng. Năng lượng của một vật có được khi vật có khả năng thực hiện công, người ta gọi là cơ năng. Cơ năng có hai dạng, đó là thế năng và động năng. Cơ năng sẽ bằng tổng thế năng cộng động năng. Các em quan sát trên hình, đây là ba trường hợp đưa cùng một vật lên cùng một độ cao. Trường hợp thứ nhất, ta đưa vật theo phương thẳng. Trường hợp thứ hai là đưa vật lên bằng lòng đọc động. Trường hợp thứ ba cũng đưa vật đó lên độ cao đó, nhưng lại bằng mặt phẳng nghiêng. Thì các em đã biết lòng đọc động sẽ cho ta lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi. Chú ý, đây là một lòng đọc động. Mặt phẳng nghiêng thì luôn luôn cho ta lợi về lực, vì ta luôn bị thiệt về đường đi, do là chiều dài mặt phẳng nghiêng ký hiệu chữ L luôn luôn lớn hơn độ cao mặt phẳng nghiêng ký hiệu chữ H, do là trong tam giác vuông cạnh huyền bao giờ cũng lớn hơn cạnh góc vuông. Phía dưới là bảng so sánh công thực hiện trong 3 trường hợp kéo trực tiếp và dùng lòng lọc động và dùng mặt phẳng nghiêng. Trường hợp thứ nhất là nếu kéo trực tiếp thì lực kéo ép luôn bằng trọng lượng của vật. Tất nhiên là vật phải chuyển động đều. Quãng đường nâng vật lên chính bằng độ cao. Vì vậy công thực hiện A1 bằng, thay vì viết F nhân S, ta viết A1 bằng P nhân H. Còn khi mà bài tập có lòng lọc động thì lực kéo các em tính theo công thức F bằng 1 phần 2 của P hoặc bằng nửa của P. Quãng đường đi được của đầu dây kéo bằng 2 lần H, cho nên ta thiệt 2 lần về đường đi. Vì vậy, công thức đưa vật lên bằng lòng lọc động ta viết là A2 bằng F nhân S. Còn dùng mặt phẳng nghiêng thì lực kéo sẽ bằng A2 chia cho chiều dài mặt phẳng nghiêng là L.
Chiều dài mặt phẳng nghiêng, tức là quãng đường đi được của vật, sẽ bằng A2 chia lực kéo F. Và công thức tính A2 sẽ bằng F nhân quãng đường di chuyển là L, chính là chiều dài mặt phẳng nghiêng. Sang phần bài tập cụ thể. Bài 1. Một người kéo một vật nặng 15 kg chuyển động đều lên cao 4 m theo phương thẳng đứng trong 30 giây. Câu A. Tính công và công suất của người đó. Câu B. Nếu kéo vật nặng trên cũng lên độ cao đó nhưng bằng mặt phẳng nghiêng dài 6 m thì lực kéo của người là bao nhiêu? Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Phần tóm tắt. Các em ghi khối lượng M bằng 15 kg. Độ cao nâng vật lên H bằng 4 m. Chiều dài mặt phẳng nghiêng L bằng 6 m. Thời gian kéo vật T bằng 30 giây. Và tính công và công suất. Trước tiên chúng ta muốn tìm công thì các em phải tính trọng lượng của vật. P bằng 10 lần khối lượng, lấy 10 nhân 15 bằng 100 Newton. Và đây là công nâng vật theo phương thẳng đứng. Cho nên ta sử dụng công thức A bằng P nhân H, 150 nhân 4 bằng 600 joule. Công suất áp dụng công thức P bằng A chia T. Ta lấy 600 chia 30 giây bằng 20 W. Sang câu B. Dựa vào phần bài tập, người ta nói bỏ qua ma sát. Vì vậy, theo định luật công, ta sẽ có công thực hiện khi đưa vật lên cao theo phương thẳng đứng sẽ bằng với công đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng. A1 bằng A2. Mà A1 ở câu A ta tính bằng 600 joule thì suy ra A2 cũng bằng 600 joule. Vậy công đưa vật lên bằng mặt phẳng nghiêng A2 bằng 600 joule. Bài yêu cầu tính lực kéo. Ta đã biết A2 bằng F nhân L. Vậy lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng F sẽ bằng A2 chia chiều dài L, lấy 600 chia 6 bằng 100 Newton. Sang bài số 2. Một con ngựa kéo xe với lực kéo bằng 240 Newton đi trên đoạn đường nằm ngang dài 3 km trong thời gian 20 phút. Câu A. Lực nào đã thực hiện công cơ học? Lực hút của trái đất tác dụng lên xe có sinh công không? Vì sao? Câu B. Hãy tính công suất thực hiện của con ngựa và cho biết con số này có ý nghĩa gì. Tương tự vậy, ta vẫn phải ghi tóm tắt trước. Lực kéo bằng 240 N. Quãng đường S bằng 3 km, các em phải đổi ra đơn vị mét bằng 3000 m. Thời gian T bằng 20 phút thì đổi bằng 1200 giây. Bài yêu cầu tìm công suất. Câu hỏi A hỏi về lý thuyết. Vậy lực nào đã thực hiện công cơ học? Rõ ràng khi con ngựa kéo xe thì lực kéo của con ngựa sẽ thực hiện công cơ học. Thế còn lực hút của trái đất tác dụng lên xe có thực hiện công cơ học không? Ta thấy lực hút của trái đất tác dụng lên xe sẽ không thực hiện công cơ học vì phương của lực hút là phương thẳng đứng, nó vuông góc với phương chuyển rời nằm ngang. Trong trường hợp này, lực hút của trái đất không thực hiện công cơ học. Lực hút của trái đất chỉ thực hiện công cơ học khi vật rơi từ trên cao xuống. Câu B. Ta tính công suất thực hiện của con ngựa. Mà muốn tính công suất thì ta phải tính công thực hiện trước. Công thực hiện của con ngựa dùng công thức A bằng F nhân S, lấy 240 nhân 3000, đáp số bằng 720.000 joule. Có công thực hiện rồi, áp dụng công thức. Công suất được tính bằng A chia T. Ta thế số vào, lấy 720.000 chia cho 1200 bằng 600 W. Vậy công suất của con ngựa bằng 600 W. Con số này có ý nghĩa gì? 600 W có nghĩa là trong một giây con ngựa thực hiện được 600 joule. Bài tập 3. Nói về máy cơ đơn giản, đó là ròng đọc động. Đề bài như sau.
Một người thợ xây dùng một ròng rọc động để đưa một vật lên độ cao 12 mét với lực kéo là 75 Newton, bỏ qua hao phí. Có 3 câu hỏi. Câu A, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn dài bao nhiêu mét? Câu B, tính trọng lượng vật. Câu C, tính công thực hiện của người đó. Để dễ làm bài, bắt buộc chúng ta phải ghi tóm tắt. Lực kéo vật là 75 Newton. Còn độ cao H bằng 12 mét. Các em rất dễ nhầm lẫn giữa độ cao và quãng đường S. Khi đọc bài, chúng ta thấy chữ độ cao là các em phải ghi chữ H rồi. Còn câu A là hỏi về quãng đường di chuyển của đầu dây kéo S. Câu B, tìm trọng lượng P. Câu C, tìm công A thực hiện. Các em đã biết được là đối với một ròng rọc động, ta luôn luôn bị thiệt hai lần về đường đi. Vậy quãng đường đầu dây phải kéo S bằng 2 lần độ cao nâng vật bằng 2 x 12 bằng 24 mét. Còn dùng ròng rọc động, ta được lợi 2 lần về lực, cho nên F kéo sẽ bằng nửa trọng lượng của vật bằng P chia 2. Từ đây ta áp dụng toán, ta suy ra trọng lượng vật P sẽ bằng 2 lần F kéo bằng 2 x 75 bằng 150 Newton. Rõ ràng vật này nặng tới 150 Newton mà ta chỉ cần tác dụng một lực 75 Newton bằng nửa trọng lượng của vật, ta cũng đưa được vật lên cao. Câu C, tính công thực hiện. Công thực hiện của người đó khi sử dụng ròng rọc động A2 sẽ bằng F nhân S bằng 75 nhân 24 bằng 1800 joule. Nhưng mà có một số bạn cũng có thể tính theo cách khác, là bạn tính theo công nâng vật theo phương thẳng A1 bằng P nhân H, thì lấy 150 nhân 12 cũng ra đáp số 1800 joule, nhưng ta phải lý luận thêm một câu A2 bằng A1, cho nên A2 cũng bằng 1800 joule. Câu 4, cơ năng là gì? Kể tên các dạng của cơ năng. Có một số em rất hay nhầm lẫn câu hỏi cơ năng là gì với câu hỏi công cơ học là gì. Bởi vì nó có chữ khả năng, có chữ thực hiện công. Các em chú ý điều đó nhé. Khi vật có khả năng thực hiện công, ta nói vật có cơ năng. Các dạng của cơ năng có hai dạng, đó là thế năng và động năng. Thế năng bao gồm hai loại, thế năng trọng trường và thế năng đàn hồi. Định nghĩa từng dạng cơ năng đã có trong tờ ôn tập. Đi vào ví dụ 1, cơ năng của các vật sau đây thuộc dạng cơ năng nào? Trái banh đang lăn trên sân cỏ, do trái banh đang chuyển động nên cơ năng của nó thuộc dạng động năng. Sợi dây cao su bị kéo giãn, do sợi dây đang bị biến dạng đàn hồi nên cơ năng của nó thuộc dạng thế năng đàn hồi. Bóng đèn treo trên trần nhà, do bóng đèn đang ở trên cao cho nên cơ năng của nó thuộc dạng thế năng trọng trường. Người phi công đang nhảy dù, người phi công đang ở trên cao và người phi công đang chuyển động, vậy cơ năng của người đó có hai dạng thế năng trọng trường và động năng. Để hiểu rõ xem thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố nào. Thế năng trọng trường phụ thuộc vào yếu tố đó là độ cao và khối lượng. Chúng ta đi cụ thể vào ví dụ 2. Một em bé đang chơi xích đu có độ cao lớn nhất ở vị trí A và C. Chọn B là mốc để tính độ cao, có nghĩa là HB bằng 0. So sánh thế năng của em bé tại các vị trí A, B, C. Do cùng một vật cho nên khối lượng không đổi. Vậy ta chú ý tới độ cao của em bé tại các vị trí A, B, C. Ta thấy ở vị trí A và C có cùng độ cao, vị trí B có độ cao thấp nhất, cho nên thế năng của em bé tại vị trí A bằng thế năng tại C và lớn hơn thế năng tại vị trí B. Sang ví dụ 3, ta xét xem động năng phụ thuộc vào hai yếu tố đó là khối lượng và vận tốc. Vậy một chiếc xe taxi và một xe container chạy trên cùng một đường thẳng với vận tốc là 30 km/h. Vậy so sánh động năng của hai chiếc xe. Rõ ràng với cùng vận tốc nhưng xe container có khối lượng lớn hơn xe taxi, cho nên động năng của xe container lớn hơn. Như vậy cô đã ôn tập các kiến thức cơ bản cho các em. Về nhà các em ôn tập tiếp và làm các bài tập còn lại trong tờ ôn tập. Tuần sau các em sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ 2. Thân mến, chào các em.